Xin chào tất cả anh em yêu và đam mê lan rừng. Hôm nay em quay trở lại làm cái video clip để chia sẻ với mọi người. Em là Techy. Ở đây em thấy cái cây này nó lên sung quá các bác ạ, lên sung quá và em muốn tách hai cái mầm nó ra khỏi cái thân này. Đang định chờ hoa xong mới tách cơ, nhưng mà tại vì không biết tên thì mới khi tách ra thì không biết là lẫn với cây nào khác, thì lẫn để lẫn thì nó lại không biết cây gì đấy. Nhưng mà về sau cái mầm này nó lại ra ki rồi các bạn. Cây này nhìn cây này em chưa biết hoa, thành ra hôm nay em chia sẻ với mọi người cách gọi là tách ki ra khỏi thân mẹ. Thì cái cách này cũng không phải là mới mẻ gì đâu, chẳng qua là chia sẻ với bác nào mới tập trồng lan thôi. Đấy, thực ra em cũng tách rồi, không phải cây đầu tiên, nhưng mà đây là lần đầu tiên em chia sẻ cái video tách ki này. Và bây giờ em sẽ nhấc cây này xuống tầng dưới để tách nha, tại vì ở trên này không có cái gì, không có dụng cụ. Ok, em sẽ tách cái hai cái ki này. Nếu đủ thời gian thì em sẽ quay cả hai cho các bác, nhưng mà nếu không đủ thời gian em sẽ chỉ quay một cái thôi. Nhưng mà vẫn phải ghi vào, nhỡ đâu sau này nó có hoa đẹp thì lại không muốn nhân giống nên lại không biết cây nào các bạn. Ok, đối với cái cây nó mà ra ki mà ra rễ như vậy là chúng ta tách là hợp lý rồi. Bây giờ chúng ta phải có một cái rau lam như thế này nhé các bác nhé. Các bác nên tách rau lam ra thành một nửa rồi, dùng một nửa cho nó chúng ta thao tác cho nó dễ, hoặc là các bác phải tìm một cái dao nào đó tương tự để tách ki cho nó dễ dàng. Đây, đơn giản em chỉ giữ một phần rồi một phần cắt nó ra thôi. Tay trái nhớ các bác nhớ bẻ nó ra một chút nhé, bẻ nó ra để tạo một cái kẽ hở để chúng ta thò cái này vào đấy. Để chúng ta thò cái dao lam dễ hơn. Ok, vậy là xong rồi. Đấy, em đã tách thành công một ki. Thực ra cái quá trình tách nó cũng đơn giản thôi, nó không khó đâu, chẳng qua là chia sẻ với các bác mới tập chơi cho nó. Đấy, em sẽ tách tiếp cái ki thứ hai. Đấy, đầu tiên chúng ta phải bậy ra một chút để cho cái kẽ cho một chút cho có kẽ hở để cái con dao lọt vào dễ hơn, để cho cái cây nó khỏi bị toác ra đó. Đấy, ok, vậy là em đã tách thành công ki thứ hai. Đấy, các bác xem kỹ nha, cái rễ của nó là không bị sao cả. Đấy, với những cái vết cắt cũ này, nếu như là nó có bị toác hay bị sao thì chúng ta lấy keo lên sẹo để dán lại. Ok nhá, ghép cái ki.
Tuy nhiên thì nếu mà các bác muốn nhân những cái thi khác, hàng va hàng viết thì nó cũng tương tự thôi. Đấy, có làm nhiều những cái hàng rẻ tiền thì chúng ta làm hàng đắt tiền nó đỡ run các bạn. Sẽ giải một lớp bỏ không nhỏ nhỏ ở trên. Ok. Chậu rất là cân đối, nó không bị kiểu như là bị nghiêng cái móc sang một bên nào đó. Đấy, tại vì khi bẻ chúng ta phải cân đối ba cái vị trí bẻ này cho nó bằng nhau. Đôi lúc cái phần dưới này này, cái phần thừa ra thì của ba cái que, có que ngắn que dài, thì chúng ta phải bẻ ba vị trí nó cân bằng nhau, thì khi gập vào thì nó sẽ được cái ba cái quai rất là bằng. Ok, đó bây giờ sẽ để như vậy. Đấy, có thể cắm một ít cái rễ này xuống này, các bạn có thể thấy có thể cắm một ít cái rễ này xuống, nhưng mà cho nó gọi là đừng cho nó bị xước là được. Để bây giờ chúng ta lấy kẹp 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 thôi, trời quá nóng các bạn, hôm nay Hà Nội phải đến 40 độ. Đấy, giữ chặt được như vậy thì tốt quá. Ok, vậy là em xong, làm xong cái này. Đây, để qua các xe kỹ hơn. Nếu cẩn thận hơn nữa, tức là cái phần này này nó bị xước nhiều quá, hoặc là các bác muốn đặt lên vườn ngay ấy, thì các bác nên bôi ít keo lên sẹo của chỗ bị cắt đấy nhá. Cây này thân thủ khá là đẹp các bạn, thủ rất đẹp luôn. Đó, đây đây ở đây thì nó hơi bị gọi là chưa chắc một chút đấy, kẹp kẹp lại cho nó chắc. Để trong thời gian chúng ta chăm sóc thì chúng ta xem nó phát triển lớn lên thì chúng ta phải điều chỉnh cái kẹp này cho nó hợp lý, không là nó bị lằn hết những cái vết thân cây này. Đấy, thế thôi. Ok. Đấy. Còn cái mầm tương tự em sẽ làm. À, còn cái mầm này em sẽ làm tương tự. Nếu như cái vết cắt này to này hoặc nó bị thương gọi là nhiều quá thì chúng ta nên bôi keo lên sẹo nhé. Đấy, kể cả cái cây cây thân mẹ nữa. Ok, đấy là cách mà em nhật ký ra bình thường thôi, chả có gì, nhưng mà chia sẻ với các bác nào mới tập chơi, hy vọng là giúp đỡ các bác trong cái việc là chúng ta nhân giống phi điểm. Các bác có những cây xịn cây đẹp nhân được càng tốt không sao, nhưng mà nếu các bác chưa có, các bác có thể dùng những cây nó gọi là hàn để rào, làm cho nó quen đến lúc là chúng ta làm những cây vải tỏi chẳng hạn tay đỡ run các bạn. Ok, chém gió với các bác một chút. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo.